chào và cảm ơn quý vị các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Điểm những thông tin nổi bật trong nước và quốc tế ngày 27 tháng 2 năm 2022 trên báo Tây Ninh Online. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin trong nước. Chủ tịch nước gặp mặt thân mật đoàn đại biểu cán bộ y tế tiêu biểu toàn quốc. Ý kiến về sách tiếng Việt 1 không dạy âm P. Ngân hàng và nhà mạng sẽ thu phí SMS Banking trọn gói. Trung tâm y tế Trường Sa cứu ngư dân bị xuất huyết não thành công. Sáng nay 27 tháng 2, tại Phủ Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thân mật đoàn đại biểu cán bộ y tế tiêu biểu toàn quốc, đại diện cho hàng trăm nghìn y bác sĩ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y cả nước. Cùng dự có lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Y tế, một số ban bộ ngành trung ương và 150 đại biểu thầy thuốc, cán bộ, công chức, ngành y tế tiêu biểu trên khắp mọi miền đất nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành y cả nước lời thăm hỏi chân tình và chúc ngành y sẽ tiếp tục đạt được nhiều thắng lợi mới to lớn hơn nữa. Đề cập hai trong số những nghề cao quý mà nhân dân ta kính trọng gọi bằng chữ thầy là thầy giáo và thầy thuốc, và lời căn dặn của Bác Hồ, lương y phải như từ mẫu. Chủ tịch nước khẳng định, trong suốt 60 năm qua, ngành y tế đã nỗ lực phấn đấu, không quản gian khổ, hy sinh, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe cán bộ, nhân dân. Đặc biệt, Chủ tịch nước đánh giá cao công lao, vai trò, sự nỗ lực, hy sinh, cống hiến của lực lượng thầy thuốc, góp phần quan trọng đưa nước ta vượt qua những khó khăn, thách thức chưa từng có do đại dịch COVID-19 gây ra trong hơn 2 năm qua. Chủ tịch nước cũng bày tỏ vui mừng về thành tựu của ngành y trong những năm qua. Việt Nam được quốc tế đánh giá là một trong số ít các nước có mạng lưới y tế hoàn chỉnh tới tận thôn, bản, bảo đảm cung cấp đầy đủ các dịch vụ y tế cho người dân. Các chỉ số sức khỏe của nhân dân đã được nâng lên rõ rệt và tốt hơn so với nhiều nước có cùng mức thu nhập. Nhiều bác sĩ của Việt Nam đã thực hiện thành công nhiều kỹ thuật khó, điều trị được nhiều bệnh hiểm nghèo, tiếp cận và làm chủ được hầu hết các kỹ thuật y học tiên tiến trên thế giới. Việt Nam trở thành một trong những quốc gia đang phát triển, có tốc độ ứng dụng và đổi mới kỹ thuật y học trong thực hành lâm sàng nhanh nhất trên thế giới. Lĩnh vực y tế dự phòng cũng ngày càng phát triển, ngăn chặn được nhiều bệnh dịch nguy hiểm. Đề cập hiện nay, chúng ta đã bước sang giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp với sự xuất hiện của biến chủng Omicron thời gian gần đây. Chủ tịch nước đề nghị các thầy thuốc nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa, góp sức kiềm chế, ngăn chặn hiệu quả đại dịch COVID-19. Sách giáo khoa tiếng Việt 1 không dạy âm P, đọc là P, đang là vấn đề nhận được nhiều quan tâm của dư luận hiện nay. Thực tế câu chuyện này như thế nào? Lý giải của chủ biên cuốn sách ra sao? Vô tình đọc được cuốn sách Tiếng Việt tập 1, bộ kết nối tri thức với cuộc sống, nhà giáo Đào Quốc Vịnh giật mình khi không thấy âm P được dạy như một âm riêng đứng ở đầu, mà chỉ được dạy thông qua âm phờ. Và thư ngỏ gửi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thể hiện rõ trăn trở đó của ông. Thực tế, âm P vẫn nằm trong bảng chữ cái của cuốn sách, nhưng lại không có bài dạy riêng như các âm khác. Để giúp cho học sinh không gặp khó khăn hay thiếu hụt kiến thức khi học âm, vâng, thì cô giáo Hồng Minh đã phải tách âm P thành một bài riêng để dạy cho các em trước khi học âm phờ. Lý giải về sự thiếu hụt này, giáo sư Bùi Mạnh Hùng, chủ biên cuốn sách cho rằng, việc nói sách không dạy âm P là không đúng, mà nó được dạy thông qua ghép vần với âm phờ. Phương pháp này được kế thừa từ cách dạy của chính sách giáo khoa tiếng Việt 1 từ năm 2000. Nhờ đó mà tiết kiệm đơn vị học tập, rút ngắn lại quá trình học âm vần cho học sinh. Rất nhiều lợi thế được giáo sư Hùng đưa ra để viện dẫn cho việc không dạy âm pờ với tư cách là phụ âm đầu trong cuốn sách này. Song, điều đáng nói khiến nhiều người đặt câu hỏi là cũng với vai trò chủ biên trong cuốn sách Tiếng Việt 1 của bộ sách khác, thì giáo sư Hùng lại cho âm pờ được dạy như một âm riêng trước khi học âm phờ. Trước những tranh cãi hiện nay, thì rất cần sự vào cuộc sớm để chỉ đạo làm rõ vấn đề của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tránh hoang mang trong dư luận. Các nhà mạng và ngân hàng đã thống nhất giải pháp thu phí trọn gói dịch vụ SMS Banking để đảm bảo lợi ích của khách hàng. Theo đó, các ngân hàng đề nghị các nhà mạng tiếp tục tăng cường đảm bảo an toàn, bảo mật, đồng thời đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông có giải pháp chặt chẽ hơn để bịt các lỗ hổng và kẽ hở bảo mật nơi các đối tượng tội phạm lợi dụng tấn công, để bù đắp chi phí cũng như giúp khách hàng tránh được những rủi ro lừa đảo qua tin nhắn. Các ngân hàng khuyến cáo khách hàng chuyển sang sử dụng các tiện ích của ngân hàng số và sử dụng xác thực giao dịch thông qua OTP.
Chiều 26 tháng 2, Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận và cấp cứu ngư dân Ngô Đình Ánh, sinh năm 1961, quê tỉnh Bình Thuận, lao động trên tàu cá PTH-97471TS. Trước đó, lúc 13 giờ 15 phút cùng ngày, bệnh nhân Ánh được các ngư dân trên tàu đưa vào đảo Tiên Nữ trong tình trạng đau đầu, ù tai, tê bì, bại yếu nửa người bên trái. Tại đảo Trường Sa, quân y đã thăm khám và hội chẩn với Bệnh viện Quân y 175, thành phố Hồ Chí Minh. Nhờ được điều trị tích cực, hiện bệnh nhân Ánh tỉnh táo, tiếp xúc tốt, tự thở thỏa đáng, không yếu liệt tứ chi, tiếp tục được cách ly tại khu riêng của đảo để theo dõi chăm sóc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những thông tin trong nước, còn bây giờ là phần tin quốc tế nổi bật sẽ có trong ngày. ASEAN, Trung Quốc kêu gọi đối thoại giải quyết khủng hoảng Ukraine. Mỹ, Hàn thảo luận về vụ phóng mới nhất của Triều Tiên. Phái đoàn Nga đến Belarus để đàm phán với Ukraine. Google áp đặt hạn chế với các kênh truyền thông Nga. Trong khi đó, hôm nay, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN và Trung Quốc cũng đã kêu gọi các bên liên quan trong cuộc khủng hoảng Ukraine tiến hành đối thoại. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh sức nóng ở Ukraine ngày càng tăng nhiệt. Ngoại trưởng 10 nước thành viên ASEAN ra tuyên bố chung kêu gọi tất cả các bên liên quan trong cuộc khủng hoảng Ukraine kiềm chế tối đa và nỗ lực hết sức để theo đuổi đối thoại trên tất cả các kênh, bao gồm cả các biện pháp ngoại giao nhằm kiềm chế tình hình. Các ngoại trưởng ASEAN tin tưởng vẫn còn khả năng cho một cuộc đối thoại hòa bình để ngăn tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát. Trước đó, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Đức Annalena Baerbock, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cũng cho biết Bắc Kinh ủng hộ tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và Liên minh châu Âu EU nối lại các cuộc đối thoại an ninh với Nga và tìm kiếm một cơ chế an ninh châu Âu cân bằng, hiệu quả và bền vững. Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc, Bắc Kinh phản đối cách giải quyết vấn đề bằng biện pháp trừng phạt không dựa trên luật pháp quốc tế. Kể từ khi Nga công nhận độc lập của hai Cộng hòa Nhân dân tự xưng ở miền đông Ukraine và phát động chiến dịch quân sự tại đây, căng thẳng giữa nước này với phương Tây ngày càng tăng nhiệt. Nhiều nước đã công bố các lệnh trừng phạt nhằm vào thực thể và cá nhân của Nga, đồng thời loại Nga ra khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu. Trong khi đó, Nga cũng có những động thái đáp trả. Liên quan đến vụ phóng vật thể mới nhất của Triều Tiên vào sáng nay, đặc phái viên của Hàn Quốc và Mỹ đã có cuộc điện đàm ngay trong ngày để bàn về vụ phóng này. Trong đó, hai bên đã chia sẻ thông tin cũng như những đánh giá của mình. Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, trong cuộc điện đàm giữa đặc phái viên Hàn Quốc về hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên, Nokyoduk, với người đồng cấp Mỹ Sung Kim, hai bên đã bày tỏ quan ngại sâu sắc và lấy làm tiếc về động thái của Triều Tiên. Hai quan chức nhất trí sẽ duy trì thế phối hợp phòng thủ vững chắc và tiếp tục các nỗ lực ngoại giao để kéo Triều Tiên trở lại bàn đối thoại. Trước đó vài giờ, Hội đồng An ninh Quốc gia thuộc phủ Tổng thống Hàn Quốc cũng đã họp khẩn về vụ phóng của Triều Tiên. Các động thái này diễn ra sau khi Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc sáng nay thông báo Triều Tiên đã phóng một vật thể bay ra vùng biển phía đông. Đây có thể là tên lửa đạn đạo được phóng đi từ một địa điểm gần thủ đô Bình Nhưỡng vào 8 giờ sáng theo giờ địa phương, và tên lửa đã bay được khoảng 300 km ở độ cao 620 km. Nếu được xác nhận, đây sẽ là vụ phóng tên lửa thứ 8 từ đầu năm đến nay của Bình Nhưỡng, trong bối cảnh các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ vẫn rơi vào bế tắc. Về căng thẳng Nga-Ukraine, hôm nay, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết một phái đoàn của Nga đã đến Belarus để sẵn sàng đàm phán với Ukraine. Tổng thống Ukraine cùng ngày cũng tuyên bố sẵn sàng thương lượng với Moscow, nhưng không phải là ở Belarus. Thay vào đó, ông đề xuất lựa chọn địa điểm đàm phán ở một nước khác. Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, một phái đoàn Nga bao gồm đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và các cơ quan khác trong chính phủ, kể cả phủ tổng thống, đã đến Belarus để sẵn sàng bắt đầu đàm phán với phía Ukraine ở thành phố Gomel. Quan điểm cốt lõi của Moscow khi bước vào cuộc đàm phán này là Ukraine sẽ trở thành một quốc gia trung lập. Tuy nhiên, ngay sau thông báo trên của Nga, trong một đoạn video đăng tải trên Telegram, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã từ chối đàm phán với Nga tại Belarus, cho rằng quốc gia láng giềng không thể đóng vai trò hòa giải trung lập. Ông Zelensky nhấn mạnh, mong muốn hòa bình, chấm dứt xung đột quân sự và tiến hành đối thoại với Nga, nhưng là ở các địa điểm khác nhau như Ba Lan, Slovakia, Hungary, Thổ Nhĩ Kỳ hay Azerbaijan. Trước đó, theo một cố vấn của Tổng thống Zelensky, Kiev muốn có các cuộc thương lượng thực chất với Moscow mà không có tối hậu thư. Trong tuyên bố mới nhất, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko kêu gọi Kiev ngồi vào bàn đàm phán và thương lượng với Nga. Ngoại trưởng Anh Liz Truss
thì cho rằng Nga nên dừng hoạt động quân sự ở Ukraine trước khi hai bên ngồi vào bàn đàm phán. Tuy nhiên, đây là điều đã bị Nga bác bỏ trước đó khi nước này khẳng định chiến dịch quân sự sẽ không bị tạm dừng trong thời gian diễn ra bất kỳ cuộc đàm phán nào. Không chỉ các chính phủ phương Tây, tập đoàn công nghệ khổng lồ Google của Mỹ cũng đã tham gia chiến dịch trừng phạt Moscow khi quyết định chặn nhiều tính năng của một số kênh truyền thông Nga, trong đó có kênh truyền thông nhà nước RT. Động thái được tiến hành ngay sau khi một tập đoàn công nghệ khác của Mỹ là Meta Platform, công ty mẹ của Facebook, cũng có hành động tương tự. Google cấm tải ứng dụng di động của kênh truyền hình nước Nga ngày nay RT ở Ukraine theo yêu cầu của Kiev. Trong khi đó, hãng chia sẻ video YouTube, công ty con của Google, cũng đã chặn chức năng kiếm tiền đối với các kênh truyền thông của Nga do tình hình bất thường tại Ukraine. YouTube cho biết, với quyết định này, những video đăng tải trên một số kênh truyền thông của Nga sẽ ít được xuất hiện trong danh sách video đề xuất. Trước đó một ngày, công ty Meta Platform, công ty mẹ của Facebook, cũng đã cấm cơ quan truyền thông Nga quảng cáo hoặc chạy quảng cáo thu lợi nhuận trên các nền tảng của công ty này trên toàn thế giới. Quý vị và các bạn vừa xem xong phần điểm lại những thông tin nổi bật trong nước và quốc tế ngày hôm nay trên báo Tân Ninh Online. Quý vị có thể theo dõi lại nội dung chương trình này trên trang YouTube, Facebook và các hạ tầng khác của báo Tân Ninh. Rất vui khi nhận được sự quan tâm của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại!